mọi người ha. Thì hôm nay là thứ bảy, nhiệt độ ngoài trời nó là 4 độ C rồi mọi người, nó cũng khá là lạnh, cũng khá là âm u. Thì Leo với mình là thứ bảy chủ nhật là được nghỉ, nên là sau khi là thường là thứ bảy mình sẽ live stream vào buổi sáng ở Mỹ, là buổi tối ở Việt Nam đó. Live stream xong thì tụi mình sẽ đi kiếm gì ăn. Nhưng mà trước khi ăn thì giờ tụi mình đi lại cái Boss Office này, là tại vì bạn mình nó gửi một cái đồ, mình bạn cái thằng mình ở Việt Nam gửi đồ cho mình, nên bây giờ mình nhận thôi mọi người. Và mình sẽ quay cho mọi người lên, nó cho mình cái phiếu này nè. Nên mình không biết là không có chuyển tới nhà mà phải lấy cái phiếu này đến bưu điện để nhận. Cái tên ở trong đây là tên của Leo, tại vì nhiều khi có vấn đề gì để cho Leo nói nó dễ hơn mọi người, nên là mình để lên tên của Leo, nhưng mà cái món đồ đó là của mình. Ok, đi theo mình cho biết ha, hôm nay thứ bảy mình đi gì, và mình có thể là đi mua đồ cho một số mà anh chị em là nhờ mình mua đó mọi người. Nhiều khi với mọi người thông cảm là tại vì mình quá bận về thời gian bên đây nữa, mình không có thời gian, nhưng mọi người đừng có hối mình ha. Từ từ mình sẽ mua và mình sẽ gửi lại hình hết cho mọi người nha mọi người. À, dù. Ok, đi theo mình nè. Ok mọi người ha, thì cái đường xá bên ngoài đó là lá cây nó lụng nó tàn hết rồi đó. Khá là lạnh, 4 độ C cũng là lạnh rồi, nhưng mà nó không có tiết thì nó đỡ, chứ nó có tiết thì cảm thấy nó tiết thì đẹp nhưng mà nó rất là lạnh mọi người. Hôm khu vực gần nhà mình ở đó nó không xanh giống như mùa hè xanh rất là đẹp. Thì Leo đang tìm đường đến Post Office. Post Office ở đây. Ok. You know where? That in Middle Rook huh? Post Office. From Wisteria. 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 Oh, I can see that near the Dark's Market. Be careful to you. Ok mọi người ha. Đi theo trên cho vui chơi nè mọi người. Lưu nè. Xe to. Ở đây là khu vực vòng vòng cái Boss Office nè mọi người. United States Boss Office. Oh, here. United States Boss Office là loại bưu điện của Mỹ, nó là Germantown. Thuộc Germantown Maryland mọi người. Boss Office này. Cũng bự ha mọi người ha. Người ta gửi đồ, gửi hàng rồi này kia nọ. Đây là cho Leo đi vô lấy cái đồ của mình ha. Thì bạn mình chỉ gửi cái thư thôi chứ không có cái gì quan trọng đâu mọi người. Thì quay cho mọi người coi cho vui chơi thôi. Crazy old man. I don't know, I can do the record. Yeah, sure. I don't know. Đó là Boss Office của Mỹ nha mọi người. Nó có gửi thư, gửi hàng rồi nè. Những cái bưu phẩm của Mỹ rồi nó. Nó ấy đó mọi người. Rồi ở đây thì nó có bán những cái khạc á, kẹt cho Christmas đồ đẹp quá nè. Ai gửi quà, gửi hàng gì nó có bán hết luôn nè. Đẹp quá ta. Đỏ tươi luôn ha, đẹp ha. Christmas time. Đẹp ghê không? Gần tới Noel này. Thiệp của họ cũng rất là nhiều. Nó bắt mình phải lại đây. Germantown Counter Service. Hai mọi người ha. Thì mình đang ở Boss Office, mình đang chờ Leo lấy đồ cho mình, không phải là gửi cho ảnh mà gửi cho mình. Thì mình quay mình sợ người ta, sợ tại người ta la quá mà mình quay cái mặt mình vô cho nó dễ. Quay cái mặt mình. Nhưng mà mọi người vẫn thấy họ làm việc ha, họ cũng giống như Việt Nam mình vậy thôi. Đó. Đó, mình chờ Leo ra lấy hàng.
Ờ nó có những cái con tem nè mọi người ha. À nó cho mình coi những cái cái nào là receipt, return receipt, US checking service. Ồ, nó làm cũng có những cái hay. Bưu điện thì chắc ai cũng biết rồi. Nhưng mà bưu điện này là lần đầu tiên mình mới ghé luôn nha mọi người. Có nhiều cái mình chưa có biết nữa. Nó cho mình mấy cái này để khi mà mình gửi hàng mình có thể là đóng gói rồi này kia nọ. Mình có thể mua kẹt điện thoại đồ. Make their holiday happy international stamp. Nè, mailbox. Chờ nha mọi người. Chờ. Anh Leo bự con nhà mình đi vô boss office. Bitcup in Germantown nha mọi người. Có rất là nhiều người lại gửi hàng đồ này kia nọ. Thấy cũng hay ha. Coi được cái mới nha mọi người. Trong bưu điện mà vui chơi cho mọi người biết vậy thôi. Ok. Ngoài rất là lạnh nha mọi người. Thì Leo với mình đứng đợi cả buổi thì mới được nhận cái món hàng này của bạn mình gửi cái lá thư cho mình thôi chứ không có gì hết trơn á. Thì mình nhận thì mình cũng biết được cái chỗ gửi đồ này kia nọ. Mình nhận được hàng của bạn của mình ha. Darling, why some they send to home, some you must go the boss office to get that. Because she paid extra for me to sign it. She wanted to make sure I got it. Oh, pay extra for that, huh? Yeah. If not, they keep for a long time. Yeah. Okay, that's good. Make sure, you know. Cái này là có cái nó sẽ gửi về nhà và có cái nó không sẽ gửi về nhà. Thì bạn mình đã trả thêm một ít tiền để mà Leo phải xác nhận chữ ký, chứ nó không có cho là gửi. Nhiều khi lộn người nhận rồi sao, bắt buộc Leo là phải người lên nhận luôn nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người ha. Thì bây giờ mình với Leo đi tiếp kiếm gì ăn rồi mình quay cho mọi người coi có gì ha. Đi theo mình thôi mọi người, vui mà. Thì mình đã lại boss office là bưu điện xong rồi. Bây giờ mình với Leo là đến quán. Cái này là khu Dutch Market á. Nhưng mà bữa trước mình với Leo là đi ăn là nó quá đông rồi. Mình không biết là nay mình với Leo ăn được không. Vô coi nha. Đồ ăn ở trong đây mình không biết ngon cái gì đâu mà quá trời đông. Quay mọi người ha. Rủ mọi người đi chơi coi cho vui. Mời bà con cô bác gần xa đi hết. Mời đi tập thể luôn. Đi với mình với Leo cho vui. Trời nó rất là xe lạnh. Ai đi ra đường cũng chùm chùm hết nha mọi người ơi. Đi nè. Chỗ này là mình đã quay một lần rồi mọi người. Hy vọng là có chỗ mình với Leo ăn sáng ha. Chỗ này mình ăn một lần rồi cũng khá ngon. Và tự nhiên giờ đợi đông quá trời đông. Thank you. Gà ở đây là Leo rất là thích ăn nha mọi người. Mình đã quay rồi. Mấy cái đậu, mấy cái nớt. Miss Bond. Oh yeah, that's a lot. Mấy cái này món quá trời. Dưa hấu nay nhiêu rồi? Ồ, 11 đồng mấy. Tay cầm điện thoại chắc nó hơi bị rung, mọi người coi thông cảm nha. Đứng xếp hàng nhìn thèm không mọi người, thèm chảy nước miếng luôn á. Thôi mình sợ ngọt lắm mọi người ơi. Đó cái chỗ này là chỗ bán gà mà mình với Leo khoái ăn. ăn mà phải đợi cũng rất là đuối. Xúc xích đông nữa. Đông nữa Leo. Leo nói chờ quải quá. Coi nè. So what do you think? Yeah, it's too long. Yeah, aren't we long?
So you want to go somewhere? Yeah. I hope really nice. Go that way, darling. Go that way. I need to go this way. Rồi lại là lần nào tới cái quán này đi xếp hàng chóng mặt luôn, quá ngon. Ok, mình với Leo đi IHOP nha mọi người. Đó, đi ra cái chợ mình cũng quay một lần rồi đó, bánh ngọt là quá trời luôn, quay lần rồi. Giờ thôi đi IHOP mọi người ơi. Ở bên ngoài trời mưa lâm râm rồi mọi người ơi, lạnh mờ mưa nữa. Mình với Leo thì ăn sáng xong rồi đi vô chỗ đó ăn sáng, không có thì định đi IHOP, mà IHOP thì hơi xa nên Leo ghé vô Bagel nữa. Tụi mình ăn Bagel xong bây giờ tụi mình đi đi mall ha, đi outlet mall để mình tìm một số hàng cho những chị bạn, rồi cho những anh bạn của mình, họ rất là cần. Mà tại vì mình quá bận nên mình không có thể đi mua được cho họ, nên bây giờ mình có được xíu thời gian thì mình sẽ hãy đi mua cho họ, tại vì họ cần, họ thích và hình nhờ mình mua. Tại mình bận thôi chứ mình có thời gian là mình sẽ đáp ứng nhu cầu của họ, tại vì họ là những người thích mình và yêu quý mình, thì mình cũng đáp lại bằng cách là mình mua được thì mình giúp họ mua, thì chuyện nó cũng bình thường. Và tiếp tục mời mọi người đi mall nữa nha mọi người, đi outlet mall là tiệm nhiều thơm rồi đi kia nọ nữa nha mọi người, đi theo mình nha. Trời đường đó, mùa đông thì nó buồn, kệ đi, có mùa đông rồi mới tới mùa xuân, nó qua rồi nó sẽ tới cái mùa sáng sủa hơn. Đi nha mọi người, cái outlet bên đó đó mọi người, mình đã quay cho mọi người coi lần rồi đó ha. Tiếp tục đi thôi. But I really like how than Condor. But maybe 150, we don't have the cook townhouse. So we say with landlord now. That same we say in Condor. You know? Stay together with someone, do everything together, washing machine together. That's same. If we don't have enough money to buy, we just buy more first, step by step. Đi more nha mọi người ơi. They can do anything they like, except of course peaceful protest. So back to the football team, of course they did this on one play. The next play, the team mind breaking up because it turns out having a baby did not solve the relationship problem. Coming up, we're throwing ideas at the wall. Đi mò nữa nha mọi người ơi, vô đây kiếm tiền, mưa gió kiếm tiền. Bây giờ lại đi. Yeah, I talk to you old man. You know you old, you not strong like some young guy. And you easy to get sick. Bây giờ mình đi leo. Đi mà mình nói ảnh á, không có thèm đội nón, đội mũ gì hết á. Ảnh cứ tưởng là ảnh là một người trẻ còn sức khỏe thế này thế kia thế nọ nên còn ra rẻ lắm. Ok, mình với Leo đi vô đây coi mua dầu thơm cho mấy chị em nữa nha. Ok, mời mọi người đi theo mình, trời mưa gì đó rồi cảm. Why you laugh old man? What you laugh? You laugh about what? You go clump. I might sound like it. No. Who care? Who care? You need to go in there and look for a dress too. No, I have friend to get the man for me. Nè mọi người hỏi cái tiệm này tiệm gì? What name of that? Luxury beauty store.
Luxury Beauty Store nha mọi người. Mệt quá. Nói mà đi tới cái tiệm này không là hết ngày á. Darling. What? After Christmas. After Thanksgiving. What the day good for? Lạnh quá. Oh yeah. Hi, how are you? I'm good. Just so you know, all gift sets are an extra 40% off today. And then everything else in the store is an additional 25% off, excluding our Genevieve and our Absolut and our clearance. I went here maybe 2 weeks ago. And I met the lady. She helped me. Giờ nó ra mấy cái này nữa nè mọi người. Cái này sale off 50-60% gì nè. Đó. How are you doing today? We good. Đây nè mấy cái này nè. Mình quay cho mọi người coi nữa. Quá trời đồ. Nhiều quá trời. Trister. Mẫu thử không? Nè ba cái chai mà mình mua là ba chai nhỏ nó giống vậy nè. I have before. Thank you. Hey, you're welcome. I remember Lancome. This one, what is that? What is that? So it's normally retailed at $225 and today it's $107. $107? Yes, ma'am. $225. This is a four face stuff, right? It's four face? Yes. So this right here is an overnight mask. So you'll basically put it on before you go to sleep. You go to sleep with it on and then you'll wash it off in the morning. Ở mấy cái nọ này mấy người mọi người. Okay, you can sit down, lay phone, do whatever you like. I shop here for an hour. Ôi. See. Before I saw, I don't know, maybe they saw now. I see that name, but they sell up 60% only one, not a box set like it. No, today only our gift sets are 40% off. Where? Just our individuals are still our like regular 25. Regular 25. Mm-hmm. And 40% off for what? Off of gift sets only. Ah, only this one off. Yeah, and then this table right here is also included in that. Which one? This table right here behind you. This one that you were looking at. Mm-hmm. Yeah, these right here are 40% off. An extra 45 today. That means 65% off? Basically, technically, yes. Almost. Just for the gift and everything. Hi, how are you? Good. So you and have gift sets? Mm-hmm. Some... My... Trời mưa nha mọi người. Thì mình đi qua cái shop dầu thơm đó, mình quay cho mọi người xíu rồi đó. Thì bây giờ mình lại tiếp tục đi vô cái store này. No, we went here before. Yeah. I don't want store like this. I want store just only name, maybe Levi's, only Levi's. You know? There's a Levi's store here. Over there, a lot of brand names. Some clothes for men, you know? Clothes for men? Someone they want me to help him buy. Yeah. Maybe Levi. Là bên trong nó cũng có khá là nhiều nè mọi người. Yeah. Nhiều lắm. I see. That's a lot. That's a lot. Yeah.
We can go that way here. Nhưng mà thôi, lỡ rồi vô thử rồi mọi người. Nè. Đó. Đồ đạc đồ quá trời. Give me the gimbal. Take the phone now. Do like this. Thank you, dear. May I hold you first? No, I'm okay. Cái bà chị kia bà gửi mình mua cái giỏ. Ở mua cái giỏ mà cái giỏ kiểu quải nữa, bà kêu mình kiếm, mình không biết là vừa đeo vừa quải luôn. Coach, hàng coach cũng có tiếng nha mọi người. Bây giờ nó còn nhiêu vậy? Nè mọi người, mình cho mọi người coi giá nha. Ồ, hàng coach 200 mấy luôn nè mọi người. Cái hàng này là nó không có gom vậy. Nè 210 mấy nè, 400 420 mấy, còn 210 mấy. Ủa mắc gì mua mắc vậy trời, mắc quá. Cái coach này mắc lắm. Hàng có thương hiệu mà. Darling, you want another chin? Quần chin nữa hả mọi người? What do you want? What is that? Soccer? Scarves. Scarf? For what? Put around your neck. You want that? No, I'm just looking. Darling. What? Wait a sh... Cái chị kia gửi mình đồ mua đôi giày. Đã lên come here. That the boat I just show you. Yeah. What kind? You can show me where to go. Your size? Oh yeah. All right, let's go down to 5, 5, 6. Đẹp không mọi người? 89 đồng. Nè mọi người thấy không? Trời ơi, cái là lỗ đầu luôn á. Size này size 6 thì không biết. Yeah. Như cái chị đó phải hết mấy cái đôi giống vậy phải không ta? Nè, chị đó phải hết cái đôi giống vậy. Đôi này 150 mấy nè mọi người. Cái này cũng đẹp mà. Nhiều lắm. Cái này thì cao hơn mọi người. Don't hurry. I can choose the big size, but and after that I choose small. Like that? True size.
It's nice. That old, really nice. But I don't want. But don't have a lot for my size. No. Almost big size. This one 6, size số 6 nha mấy chị, size của em 5 and half hả? 5 and half. Ồ, cái này 200 mấy luôn nè. Nhiều loại lắm mọi người. Yeah. Six. But it really high. I don't know if it's lie or not. Just take a picture. How much? 40% off. Yeah. Cái này là 40% off nha mấy chị. Giống như là giá 200 thì nó còn 160 rồi đó. How you know 40% off? Sign says 40% off. Okay dear. Thank you. 40% off rồi mọi người. Quá trời luôn á. Mình không biết gì. I can buy online too, darling. Online I think sell up a lot too. Macy. Nè. Đẹp không? Đó, mọi người thấy đẹp không? Cái giá này nhiêu nè? 160 mấy là 180 mấy, còn 160 mấy mà 40% ốp nữa. Mọi người người nghĩ thôi, nó cũng đâu mắc lắm đâu. Good size of this one, size 8. Nè, mọi người thấy không? Đẹp bộ ha. Nói vô đây mình thấy mê lắm mọi người ơi. Cái này 50, cái này rẻ hơn nè. 80. Sao nó không có kệt. 80, 59. 40% ốp nữa. Nó cũng không còn là nhiều mọi người. Ok. Điên vòng cho mọi người coi. Ai da mỏi tay quá. Ai cũng giờ cũng đi vô mua sắm rồi, rất là nhiều nữa mọi người. Có mười mấy đồng. Under 25. Đồ nhiều quá mình không, cũng không có mua nhiều nữa mọi người. Quá trời. So we thì mình chưa đi hết cái mall, còn trong đó rất là nhiều mà trời mưa rồi. Mình đi có xíu xíu thôi, bây giờ mình với leo về với lại leo cũng rất là mệt nên không có được đi nhiều. Nên là về thôi. Và hẹn gặp lại mọi người video tới ha. Còn rất là nhiều đồ ở trong đó nữa. Gần Christmas là người ta sale rất là nhiều luôn. Trúng xe, trúng cổ tùm lum tài le. Ok. Thì mình mua được xíu này thôi nè. Đó, cái mình mua là một cái phấn cho chị ấy. Chứ lại một cái này là mặt nạ ngủ á, nó có 3 loại nè mọi người. Ừ. 3 loại. Rồi cái giá nó là 39 đồng. Mà giờ nó bán 19 đồng thôi. Bán 19 đồng á, giảm được 20 đồng á. Mình mua giờ mình xài thử nó làm sao. Tốt không ha?
Ok, bây giờ trời rất là mưa gió, mình đi về thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình. Hẹn gặp lại video tới nha. Chào tạm biệt mọi người, và mọi người có hứng thú cái gì thì mình sẽ mua. Nếu mà được thì mình sẽ gửi cho mọi người. Với lại giờ nó lạnh quá. Bye bye nha mọi người. Bye bye.